của ông có công suất 115 CV. Trên tàu có 10 thuyền viên, bắt đầu khởi hành ra khơi đánh bắt tại vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, cách bờ khoảng 2 hải lý. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu đã bất ngờ đánh bắt trúng đàn cá chim vây vàng với tổng trọng lượng ước tính khoảng 1,2 tấn. Mỗi con cá có cân nặng từ khoảng 3 kg đến 13 kg. Bán cho người dân địa phương và thương lái, với giá mỗi kg là 350.000 đồng. Xuân Tiến cũng đã liên tiếp đánh bắt trúng đậm hàng tấn cá chim vây vàng và bán được số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ở vùng biển Cẩm Nhượng, người dân Lê Xuân Tiến được xem là may mắn nhất về đánh bắt trúng cá chim vây vàng. Theo người dân Lê Xuân Tiến, cá chim vây vàng hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi khi xuất hiện thì chúng di chuyển theo đàn lớn. Vào ban đêm cá bơi cách mặt nước từ 1 đến 2 mét, rọi đèn thấy lấp lánh màu vàng óng ánh. Tại ngư trường Cửa Nhượng, Hòn Bớt, có rất nhiều đá ngầm, rạn san hô. Đây cũng là nơi cá chim vây vàng sinh sống, ẩn nấp. Để đánh bắt được loài cá giá trị này, ngoài có đủ phương tiện, nhân lực, đòi hỏi ngư dân phải có trình độ tay nghề cao, nhớ tường tận các vị trí địa hình địa vật khu vực dưới đáy biển. Nếu ngư dân tay nghề còn non chắc chắn sẽ thất bại, mà đá ngầm và san hô còn làm lưới bị hỏng rách, thiệt hại. Mỗi lần phát hiện đàn cá chim vây vàng, người dân Lê Xuân Tiến và các bạn thuyền sẽ dụ chúng ra khỏi khu vực đá ngầm, rạn san hô. Sau đó, vận dụng kinh nghiệm, tay nghề gần 40 năm đi biển, nhanh chóng thả lưới theo hình vòng cung bủa vây phạm vi khoảng 100 đến 150 mét vuông, bắt gọn chỉ trong thời gian ngắn. Trưa ngày 28 tháng 4, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, người dân Lê Xuân Tiến, trú thôn Xuân Bắc đã ra khơi và đánh bắt trúng hơn 1 tấn cá chim vây vàng, thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng Online, người dân Lê Xuân Tiến, 61 tuổi, cho biết, khoảng gần 4 giờ sáng ngày 28 tháng 4, tàu cá của ông có công suất 115 CV. Trên tàu có 10 thuyền viên, bắt đầu khởi hành ra khơi đánh bắt tại vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, cách bờ khoảng 2 hải lý. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu đã bất ngờ đánh bắt trúng đàn cá chim vây vàng với tổng trọng lượng ước tính khoảng 1,2 tấn. Mỗi con cá có cân nặng từ khoảng 3 kg đến 13 kg. Ngay sau khi trúng mẻ cá, người dân Lê Xuân Tiến và các thuyền viên đã nhanh chóng đưa số cá này vào bờ biển xã Cẩm Nhượng, bán cho người dân địa